Xin chào bạn, hôm nay tôi tiếp tục cái loạt bài về hướng dẫn về sử dụng Twitter. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn xử lý cái trường hợp mà chúng ta add một cái field mới hay là một cái attribute mới cho một cái entity mà cái môi trường thì lúc này là ở trên cái môi trường production. Thì trong cái môi trường production thì ở bên dưới database thì nó đã có data rồi, thì chúng ta không thể làm theo cái cách bữa trước tôi hướng dẫn là sử dụng cái thằng dùng cái lệnh gọi là jitter entity và cái tên của entity. Thì cái lệnh này là sử dụng cái GDL sub generator để mà xử lý, thì cái cách đó thì nó không có tốt trong cái môi trường production. Thì vì cái môi trường production thì cái data của chúng ta nó đã có rồi, thì chúng ta cần phải xử lý để cho nó migrate được và nó giữ lại cái data cũ. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm theo cái hướng dẫn như sau. Thì các bạn kể vô cái trang Jupyter này, rồi các bạn vô cái mục development này, rồi các bạn cho cái mục using in development này. Thì ở đây thì nó có cái phần gọi là update database update quick và phần link quick bay này. Đó, các bạn đọc và hướng dẫn theo cái hướng dẫn ở đây. Đó thì nó kêu là ví dụ như trong trường hợp mà các bạn muốn chỉnh sửa cái entity, ví dụ như add một cái field hoặc là một cái mối quan hệ nào đó vân vân, thì các bạn cần phải compile cái Java code, rồi sau đó thì các bạn sẽ đăng cái lệnh npm w link bay 2.diff để nó generate ra cái file trên nóc. Rồi sau đó thì các bạn review cái file trên nóc của các bạn xem là đúng hay chưa. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cần fix cái file trên nóc cho cái file link bay master.xml này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì ví dụ như trường hợp là cái entity job này, thì bây giờ tôi muốn thêm cho nó hai cái attribute mới là thumbnail image và cái content, thì tôi sẽ đi làm như sau. Đó, ví dụ như là tôi muốn cho nó thêm hai cái attribute mới như vậy, thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tương tự bữa trước thì tôi cũng sẽ đi sử dụng cái lệnh jitter entity và tiếp theo là cái entity của tôi là job. Tôi sẽ sử dụng cái jitter sub generator như vậy. Rồi tiếp theo tôi cũng chọn là Z, nó hỏi tôi là tôi muốn update entity thì tôi chọn là Z, và tôi chọn cái trường hợp và thì chọn là Z add more field and relationship. Rồi tiếp theo nó hỏi tôi là tôi có muốn add một cái field phải không, thì tôi sẽ chọn cho là Z. Rồi theo cái name của cái field là gì thì tôi sẽ cho cái field của tôi là thumbnail bay. Rồi theo là cái kiểu dữ liệu thì tôi chọn là kiểu trình này. Đó, rồi tiếp theo thì tôi cũng muốn apply cái validation thì tôi chọn cho nó Z này. Rồi tiếp theo thì tôi muốn chọn cái kiểu validation là require này, thì tôi sẽ nhấn phím space để mà chọn cái require này. Rồi tiếp theo thì nó hỏi tôi là tôi có muốn add một cái field mới cho cái entity này không, thì tôi muốn thì nó sẽ chọn luôn là Z. Thì tôi sẽ cho thêm cái attribute nữa là content này, rồi cái kiểu là kiểu trình này. Rồi tiếp theo thì nó hỏi tôi muốn apply cái validation hay không, thì tôi muốn thì tôi chọn luôn là Z này. Rồi tương tự thì tôi cũng cho apply cái require này, tôi sẽ nhấn space để chọn cái require này. Rồi tiếp theo thì nó hỏi bạn có muốn add một field, thì bây giờ tôi không muốn add thêm cái field nào nữa thì tôi chọn luôn là no này. Rồi tiếp theo thì nó muốn hỏi tôi là tôi có muốn add một cái relationship nữa hay không, thì tôi không, thì tôi chọn cho là đâu. Rồi tiếp theo là nó báo bị connect thì tôi nhấn Z để cho nó override này. Rồi nó đã
Generate xong này, rồi tiếp theo thì tôi sẽ run cái lệnh npm link quick bay 2.dip này. Đây, tôi sẽ run ở trong edit mà. Thì trước khi mà run cái lệnh npm link quick bay 2.dip thì tôi sẽ đi cần phải update lại cái firebomb này. Thì tôi cần phải update cái password. Các bạn search cái password. Thì đây. Đây tôi sẽ đi update lại cái giá trị cho cái password ở đây. Là cái password của cái database của các bạn. Tôi sẽ nhập cho đây như vậy. Đó, các bạn nhớ nhập cái password của cái database của các bạn vô đây. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi run cái lệnh npm link quick bay 2.dip npmw link quick bay 2.dip. Rồi tôi nhấn enter này. Rồi nó đã tạo ra cái file trên doc, thì bây giờ tôi sẽ đi defrag cái folder trên doc này. Đó thì nó có một cái file trên doc mới như vậy. Thì các bạn kiểm tra xem là nó có generate đúng hay chưa. Cái này nó generate chưa đúng này. Ví dụ tôi xóa cái file này đi. Tôi sẽ gõ lại cái lệnh build đi. Thì trong cái entity thì nó cho tôi cái trường hợp thumbnail, image và content thì nó đã cho tôi cái attribute mới cho rồi này. Build xong này thì bây giờ tôi sẽ run lại cái lệnh npm link quick bay 2.dip này. Rồi bây giờ tôi sẽ refresh lại cái folder trên doc này. Đó thì bây giờ nó đã liệt kê đúng cho tôi rồi này. Giờ tôi có hai cái hay đổi ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi config để add cái file trên doc này vô cái file master.xml này. Đây tôi sẽ copy cái dòng chỗ này xuống. Đây, tôi sẽ copy cái tên file đây. Và tôi sẽ update vô chỗ này. Rồi tôi cho save này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi run cái lệnh để mà clear cái chất sub. Rồi thì tôi sẽ có lệnh npm w bay clear chất sub. Thì đây là cái database của tôi này, cái mấy cái database tại bộ là trên nóc thì hiện giờ nó như vậy này. Rồi database trên nóc nóc thì nó như vậy. Đó, bây giờ tôi sẽ nhấn cái enter để nó chạy cái lệnh clear checksum này. Rồi nó đã báo success rồi. Bây giờ tôi sẽ tấn cái lệnh npm link bay update để mà nó update mấy cái thay đổi xuống database. Rồi tôi nhấn enter này. Rồi nó đã build xong này. Bây giờ tôi sẽ xuống database và tôi kiểm tra cái file rồi trên doc này. Đó thì bây giờ nó đã có thêm hai cái dòng mới này. Đó thì nó xử lý generate cho cái trường hợp mà nó cũng có cái deletion là add column cho cái table job này. Rồi tiếp theo là cái table job này tôi sẽ kiểm tra lại này. Đó thì bây giờ nó sinh cho tôi hai cái column mới là content và thumbnail bên bay này. Đó. Thì hai cái column này không có cái content gì cả.
Rồi bên này thì cái phần cái file application đang dev.jaml này thì cái giá trị của cái faker này tôi sẽ bỏ đi này. Rồi bây giờ tôi sẽ run lại cái lệnh npmw để nó build và nó chạy lại ứng dụng cho tôi này. Rồi nó đã build xong và nó chạy lên thì bây giờ tôi sẽ lên lại cái ứng dụng của tôi này. Và tôi refresh lại này. Rồi bây giờ tôi vô lại cái entity job này. Đó thì bây giờ nó có thêm cho tôi hai cái attribute này mới là thumbnail và content như vậy. Đó. Thì các bạn nào mà muốn chỉnh lại cái UI cho mấy cái column này chẳng hạn như nó qua bên này thì các bạn tự chỉnh bằng tay nha. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là xử lý cái phần MyRay với lại MyRay Database với lại ClickBank ở trong thằng Jupyter. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.